Minh Toàn xin trân trọng kính chào anh chị và các bạn. Hiện tại là Minh Toàn đã có mặt tại vùng miền nước Thanh Hà thuộc quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội ngày nay. Và trước mặt chúng ta là một cái trò chơi gọi là đường trượt lốc xoáy. Bây giờ Minh Toàn xin mời anh chị và các bạn chúng ta cùng lên xem cái đường trượt lốc xoáy này nó như nào nhé. Và để không bỏ lỡ những cái video mới thú vị về vùng miền nước Thanh Hà nói riêng cũng như là về quận Hà Đông, thủ đô Hà Nội ngày nay nói chung, rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút kênh đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được xem các video mới thú vị về vùng miền nước Thanh Hà. Và đây là cái đường lên của cái đường trượt lốc xoáy hay còn gọi là hố đen vũ trụ. Và trước khi lên đây thì mỗi người phải bốn người phải dùng một cái phao mà chúng ta đang nhìn thấy màu vàng này, bốn người phải dùng một cái phao như thế này trượt lên, trượt theo cái đường nước. Thì bây giờ mình toàn sẽ lên trên này xem đường trượt lốc xoáy hố đen vũ trụ này nó sẽ như thế nào. Xin mời anh chị và bạn chúng ta cùng mình toàn chúng ta đi lên nhé. Đây là đường lên của nó anh chị. Wow, đường này nước nhiều quá, mình phải lấy cái mũ để mình toàn che. Đây nó có hai đường lên, mình lên bên trái thôi. Đây chúng ta lên nơi rồi. Wow, khá là mệt, lên đây khá là mệt luôn. Bốn người phải là bốn người dùng chung một cái phao. Nếu mà anh chị và fan chúng ta muốn lên đây chúng ta tắm chơi, nên một phao như này phải bốn người ngồi vào. Đấy, sau khi trượt xuống cái này và nó trượt xuống, đi xuống dưới kia kìa. Hai bên hai cái hố trượt. Đây
hơn 3 triệu quả này dí dăm lúc qua giờ bấm này vẫn đang bấm nữa. Vâng, đang bấm cái này mình đi like nó không rung đúng rồi chứ. Vâng. Bốn người mới đi được, ba người không cho đi. Nó dài 8 tiếng. Máy này hả? Không, cái này nó 8 tiếng, còn máy nó chỉ được khoảng 2 tiếng thôi. 2 tiếng. Có trợ lực nhạc máy được không? Có. Nhạc vào điện thoại không? Có. Chức năng để nó nạp điện. Nạp cắm đây với cắm con nạp vào. Thì quay được sao chưa? Thay cái này thay sẵn dự phòng luôn. Hơn 3 triệu, coi như 3 triệu, 3 triệu, 4 triệu, 2 triệu, cứ mua đi dăm. Đây là đôi. Là chính là trên hàng khay à? Dạ. Hàng khay à? Không, em mua. Thế giới di động. Thank you.
với nhìn Minh Toàn xin phép là dừng video này ở đây. Cảm ơn anh chị và các bạn đã xem video này. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những cái video tiếp theo. Và nếu anh chị và các bạn muốn xem những cái video mới về công viên nước của Thanh Hà nói riêng hay là về quận Hà Đông, Hà Nội ngày nay nói chung, thì rất mong anh chị và các bạn chúng ta hãy nhấn nút đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được xem những video mới thú vị về công viên nước Thanh Hà cũng như là quận Hà Đông, Hà Nội ngày nay nhé. Bye bye, xin hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video tiếp theo.